Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Lâm sẽ hướng dẫn mọi người cái cách làm gấu bông heo bình sữa. Thì phần đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái thư mục cũng như là những cái phần chuẩn bị trước khi mà mình vẽ mẫu nhé. Bây giờ chúng ta vô cái thư mục heo bình sữa nha. Thì thư mục này mình phân làm 3 phần. Tại heo bình sữa nó có phần gấu nè, cái phần bình sữa nè, và cái con mắt thiêu, mình thường gọi là cái đập khắc thiêu đó, là cái con giống của nó, đó là cái hình con mắt thiêu đó. Bây giờ mình sẽ vô phần gấu. Trong phần gấu này á, thì mình có tổng cộng là 14 phần. Các bạn cứ nghĩ nôm na đó đến là 14 cái mẫu rời của con gấu bông hay bình sữa đó. Sau khi mà các bạn scan xong, các bạn đặt tên cho nó. Nhớ ghi chú lại là phần trán nè, một miếng nè, và nó màu gì, màu hồng lợt, có thiêu hay không. Thiêu. Phần này là thiêu nha, nên mình ghi chú là thiêu nè. Cái mẫu số 2 chính là cái phần mũi. Cái phần mũi này là nó cũng thiêu luôn, nên mình ghi chú là phần mũi nè, nó có một miếng thôi, màu hồng đậm và thiêu. Bây giờ mình sẽ đến cái mẫu thứ 3 nha. Nó chính là phần ót. LH này chính là lật hình. Phần ót này á thì nó sẽ có hai miếng, đúng không? Hai miếng, một miếng bên trái và một miếng bên phải, mình thường gọi là miếng phần ót và miếng phần ót lật hình. Đó, hai miếng là vậy. Các bạn ghi chú lại là phần ót hai miếng, nếu nó có lật hình thì mình ghi chữ LH vô. Và nó màu gì? Mà ở đây là nó màu hồng lợt nhé. Tiếp tục, mẫu số 3, đó chính là cái phần má. Phần má của nó thì nó có hai miếng, hai má trái và má phải á. Cái này cũng là màu hồng lợt luôn. Phần thứ 5, đó chính là phần tai. Có lật hình nên mình để ký hiệu là LH này. Phần tai này á thì nó có hai miếng nè, lật hình và màu hồng lợt. Tiếp theo mình đến phần số 6, đó là phần lưng, lật hình. Phần lưng này có hai miếng, lật hình và nó màu hồng lợt. Kế bên là một tấm hình nha, tấm hình mình scan á. Mẫu số 7 là phần chân. Phần chân này cũng lật hình luôn. Nó gồm có hai miếng và màu hồng. Cái này là màu hồng lợt luôn á, mà mình quên. Mẫu số 8 chính là cái phần lỗ tai. Mẫu này có lật hình nha. Phần lỗ tai này á, thì nó có 4 miếng lật hình, hai màu hồng lợt và hai màu hồng đậm nha. Cái mẫu số 9 chính là cái bàn chân á, nó có hai miếng và màu trắng nha. Thông thường thì sẽ có người dùng màu hồng, hồng lợt luôn vẫn được, nhưng mà ở đây đúng cái mẫu mà hàng Quảng Châu gửi về á, thì nó sẽ là màu trắng nha. Số 10 chính là miếng lót ở cái phần hai cái má đó. Cái này thì nó có hình tròn thôi, nó có hai miếng thì không cần thiết phải có màu gì hết. Các bạn lấy những cái vải cào hay là vải gì đó, mà chúng ta thường dạng như nó ẩn ở phía trong á, không cần thấy ở phía ngoài,
phải miếng lót á, không cần giãn nhiều quá, tại vì nếu giãn nhiều quá thì cái bạn nhồi còn vô thì nó giãn ra hao gòn. Cái mẫu số 10, cái này có phần đít. Phần đít này thì nó chỉ có một miếng thôi mà nó có màu hồng lợn. Mẫu số 12 chính là cái phần bụng. Phần bụng này thì cũng có một miếng và màu hồng lợn. Mẫu số 13 chính là cái phần đuôi của con heo. Ở phần đuôi này á thì nó gồm có phần đuôi heo nè và một sợi dây thun cỏ giãn. Dây thun mà để mình luồn dây luồn quần á, một sợi nhỏ thôi. Để cho cái đuôi của nó quấn lại các bạn. Thì nó có một, mỗi loại nó có một miếng và màu hồng lợn. Kế tiếp cái mẫu phần vành lỗ mũi. Cái vành của cái lỗ mũi con heo á, phía trên á, thì cái này nó có một miếng luôn và nó có màu hồng lợn. Sau khi mà chúng ta xong cái phần gấu này á, chúng ta sẽ tiếp tục đi qua cái phần bình sữa. Đầu tiên các bạn sẽ vào cái phần là thân của bình sữa. Cái phần này có thiêu, trên mình ký hiệu là thiêu nè. Phần thân bình sữa này á, thì nó có hai miếng, miếng trước miếng sau, và một miếng thiêu và một miếng không thiêu. Nó màu hồng đậm đó, các bạn lưu ý. Mẫu số 2 đó chính là cái nắp của bình sữa. Phần nắp bình sữa này thì cũng có miếng trước miếng sau luôn, nên nó cũng là hai miếng màu trắng hoặc là màu hồng lợn cũng được nha. Số 3 chính là phần viền của cái bình sữa. Phần này thì chỉ có một miếng thôi mà nó có màu trắng. Màu trắng sẽ đẹp nhé. Tại vì sao? Tại vì nếu màu trắng đó là mình sẽ thì hình như nó phân phần trên phần dưới đó, cái bình sữa nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu như bạn cho cái màu hồng hay là cái gì á, màu trắng vẫn được, màu càng đậm, màu đỏ cũng được nhé, màu đỏ cũng được, nhưng mà nó hơi bị chìm xíu thôi. Tiếp theo chính là cái phần rập cắt thiêu. Là cái phần này để chứa những cái con giống, con mắt đồ á, mà để chúng ta thiêu vô cái mặt gấu phần trán á. Thì cái phần con mắt thiêu này á thì nó có hai miếng, bạn thấy không, con mắt nó có hai con mắt nè đó, thì nó là hai bên là có hai miếng. Màu của nó là có thể là màu đen hoặc là màu nâu, tùy theo các bạn thiêu thôi. Các bạn thích màu đen thì bạn cắt khoảng màu đen. Và tuyệt đối nha, cái phần con mắt này á thì các bạn nên dùng giải không co giãn, đừng có dùng giải miniso co giãn nha, nó sẽ giãn ra con mắt nó không được đẹp đâu. Các bạn sẽ dùng giải pin bo hay là giải cào mà màu nâu á, nó không co giãn. Thì mình đã giới thiệu cho các bạn những cái phần, những cái thương mục và những cái mục cần thiết nhất cho chúng ta chuẩn bị trong quá trình mà chúng ta vẽ mẫu cho máy cắt laser. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.